Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loại pin sạc và sạc pin của hãng Doublebolt. Đây là các sản phẩm đang được phân phối và bán tại Gia dụng Nhà Việt. Trước tiên về pin sạc thì các bạn cần quan tâm đến thứ nhất là ký hiệu về viên pin, thứ hai là điện thế pin và thứ ba là dung lượng pin. Cái ký hiệu của viên pin sẽ giúp các bạn biết được kích cỡ của viên pin, còn dung lượng pin nó sẽ liên quan đến cái thời gian dùng pin. Ví dụ đây là viên pin D là pin đại, có dung lượng là 6.000 mAh và điện thế là 1,2V. Pin này thường được dùng cho đồng hồ, radio, bếp ga hay là đèn pin. Pin này được đóng theo từng đôi một. Cùng kích cỡ pin D thì chúng ta có một cái pin dung lượng nhỏ hơn là 5.500 mAh và điện thế cũng là 1,2V. Đây là những viên pin có kích thước khá lớn và dung lượng cũng rất lớn. Loại pin nhỏ hơn pin đại thì gọi là pin trung, có ký hiệu là pin C. Hai viên pin C này có dung lượng là 2.700 mAh và điện thế cũng là 1,2V. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về pin 18650. Ký hiệu của pin 18650 này có nghĩa là pin này có đường kính là 18mm và có chiều dài là 6,5cm. Đây là kích thước chuẩn của một cái cell pin trong cái hệ pin ghép. Và pin này thường được dùng trong các cái dụng cụ như là đèn pin hoặc thuốc lá điện tử. Thường thì cái pin này có hai loại là loại đầu bằng giúp các bạn giảm kích cỡ viên pin và việc ghép nối các cell cũng dễ hơn. Và loại đầu nhọn trông như viên pin thông thường. Cái pin 18650 này thì có điện thế là 3,7V. Và Doublebolt có hai loại là dung lượng 1200 mAh và dung lượng 3000 mAh. Đây là viên pin 1200 mAh của Doublebolt. Còn đây là viên pin 3000. Cũng có kích cỡ tương tự là 18650. Điện thế là 3,7V. Dung lượng 3000 mAh, có chiều dài là 6,5cm và đường kính là 18mm. Tiếp theo nó sẽ có cái cỡ pin thông thường, đó là pin tiểu, pin đũa. Với pin đũa thì nó có ký hiệu là 3 chữ A. Cái pin này thường được dùng cho các điều khiển từ xa và đồ chơi trẻ em. Và Doublebolt cũng giới thiệu với các bạn khá nhiều cái tùy chọn của pin đũa này. Ở đây chúng ta có viên pin đũa này là dung lượng là 900 mAh. Ngoài ra thì chúng ta thấy có phiên bản là 1050 mAh và phiên bản là 1200 mAh. Kích cỡ thì y hệt nhau, chỉ khác nhau về mặt dung lượng. Tức là cái pin 1250 này sẽ dùng lâu hơn pin 1050 và dùng lâu hơn pin 900. Và giá thành cũng khác nhau. Đây là kích cỡ của viên pin đũa, có ký hiệu là 3 chữ A. To hơn pin đũa một chút là viên pin tiểu, có ký hiệu là 2 chữ A. Đây là viên pin tiểu. Và pin tiểu này chúng ta cũng có hai mức dung lượng. Đó là dung lượng 1200 mAh và dung lượng mà rất được ưa chuộng đó là dung lượng 3000 mAh. Cái pin này thường được sử dụng cho đồ chơi trẻ em, micro hát karaoke. Thông thường thì các cái quán karaoke họ thường mua cái pin dung lượng là 3000 mAh để lắp vào cái mic để hát karaoke. Khi lắp vào mic để hát karaoke thì cái pin 3000 này có thể hát được trong vòng 5 đến 6 tiếng mới phải sạc lại một lần. Và kích cỡ hai viên pin này giống hệt nhau, chỉ khác nhau về dung lượng. Đây là viên pin tiểu 3000 mAh của hãng Doublebolt. Có thể hát karaoke trong vòng 5 đến 6 tiếng và rất được các quán karaoke ưa chuộng. Các micro ngoài cái pin tiểu thì còn dùng có loại pin nữa là pin vuông. Ví dụ đây là viên pin 9V, pin vuông, có dung lượng là 280 mAh. Pin này có thể sạc lại được, dung lượng là 280 mAh. Ký hiệu là 6F22, là pin 9V, pin vuông. Pin 9V này thì có một phiên bản khác, đó là phiên bản tích hợp cổng sạc USB. Vì các bạn biết rằng là đôi khi là chúng ta tìm cái sạc pin vuông rất là khó, thì hãng Doublebolt có tích hợp luôn cái cổng sạc vào đây. Ví dụ ở đây chúng ta có pin vuông là dung lượng là 650 mAh. Và pin pin này có một điều rất đặc biệt, đó là nó tích hợp luôn cái cổng sạc USB phía sau này. Đây là cổng dạng micro USB, cổng chung với các cổng điện thoại, nên khi dùng xong các bạn có thể cắm sạc rất là tiện dụng. Dung lượng pin pin này là 650 mAh, kích cỡ là pin vuông 6F22 và hết là chúng ta có thể sạc pin ở đây được, rất là tiện.
Ngoài các loại pin thông thường thì WPO cũng đưa ra một số loại pin sạc đặc biệt. Ví dụ đây là pin pin CR123, dung lượng 450 mAh. Pin pin này thường được dùng cho các cái máy ảnh. Kích cỡ là CR123, dung lượng là 450 mAh, dùng cho máy ảnh hoặc là một số thiết bị đo chuyên dụng. Còn đây là viên pin CR2, dung lượng 200 mAh. Kích thước nhỏ hơn CR123, dung lượng 200 mAh và đều có thể sạc lại được. Cũng được dùng cho máy ảnh hoặc là các cái thiết bị đo như là đo xa, vân vân. Ngoài các loại pin sạc đa dạng về dung lượng và kích cỡ thì WPO cũng ra một loạt các loại sạc pin. Thì đây chúng ta thấy có rất nhiều sạc pin tương ứng với các loại pin sạc. Với các pin đặc biệt thì cũng sẽ có sạc đặc biệt. Ví dụ đây là sạc dành cho pin CR123, có ký hiệu là DBK15, sạc được 2 viên pin CR123 cùng một lúc. Còn sạc cho pin CR2 có ký hiệu là DPK13, cũng sạc 2 pin CR2 một lúc. Tiếp theo ta có chiếc sạc là DPK65, sẽ giúp các bạn sạc được viên pin 18650, có điện thế là 3,7V. Để sạc pin 9V thì chúng ta thấy có chiếc sạc 2 viên pin 9V DPB09, sạc cùng lúc 2 viên pin 9V. Các viên pin đại và viên trung thì cũng cần cái sạc tương ứng. Ở đây chúng ta thấy có cái sạc DPK32 và DB02, là giúp các bạn sạc được các viên pin đại và pin trung, kích thước lớn. Ngoài ra thì nó sạc luôn cả pin tiểu, pin đũa. Đây là DBK32 và DB02. Ví dụ tôi sẽ mở ra cái DBK32. Cái phần hộc này giúp các bạn là lắp được nhiều loại pin. Đây là sạc một lúc 2 pin. Và đây là cái đèn báo hiệu, thông số chi tiết của cái sạc ở đây. Đây là sạc dành cho pin đại, pin trung. Nếu các bạn muốn sạc nhiều hơn thì các bạn có thể dùng cái sạc là DBB05, có thể sạc một lúc là 4 viên pin đại được, rất là lớn. Cùng một lúc chúng ta sạc được 4 viên pin đại, hoặc là 4 viên pin tiểu, hoặc 4 viên pin trung, pin đũa đều sạc được hết DBB05. Và các loại sạc phổ biến đó là sạc dành cho pin tiểu và pin đũa. Thì các loại sạc này đều sạc được cùng lúc 2 loại pin đó. Thì ở đây chúng ta có rất nhiều loại. Loại phổ thông nhất đó là DBB02. Cái sạc này giúp các bạn sạc 4 pin cùng lúc, gồm có pin tiểu và pin đũa, ký hiệu là AA và 3 chữ A. Thì cái sạc này chỉ có đèn báo thôi, và được thiết kế cũng khá đẹp, nắp đậy, và có 4 cái đèn báo đỏ. Hiện đại hơn thì chúng ta sẽ có phiên bản là DBK209. Thì cái sạc này là sạc 4 viên pin tiểu hoặc pin đũa, có màn hình LCD hiển thị được trạng thái của pin, khi nào pin đầy. Và đây là sản phẩm rất được ưa chuộng. Thiết kế rất là đẹp, chúng ta có nắp đậy và 4 viên pin được lắp vào đây, có 4 ngăn pin đũa và 4 ngăn pin tiểu. Phần dây nguồn được tách ra. Và chúng ta có màn hình LCD hiển thị trạng thái của pin, viên pin cùng một lúc. Đây là thông số của chiếc DBK209. Ngoài ra chúng ta thấy có cái DBD03, có thể sạc được 4 viên pin tiểu, pin đũa, kèm theo là sạc 2 viên pin vuông, pin 9V. DBB01 thì tương tự như DBB02, chỉ khác là nó chỉ sạc được 2 viên một lúc, sạc cho pin tiểu và pin đũa. Nếu cần sạc nhiều hơn thì có các loại sạc nhiều viên hơn. Ví dụ đây là DBB06, là sạc cùng một lúc là 6 viên pin. Đây là 6 viên pin tiểu, pin đũa. DBB108 sạc 8 viên. Và cùng với 8 viên thì có DBK18. Cái DBK18 này cũng sạc 8 viên, giống như cái DBB108. Tuy nhiên có điểm khác đó là các cái đèn báo của DBK18 có thể chuyển màu xanh để báo hiệu là pin đã đầy.
chúng ta có DBK12 để sạc cùng lúc 12 viên. Chúng ta có thể sạc cùng lúc 12 viên pin với cái sạc DBK12. Và chiếc sạc lớn nhất ở đây chúng ta cần có đó là chiếc sạc DBK20. Thì đây là chiếc sạc có thể sạc một lúc là 20 viên pin kèm theo màn hình LCD hiển thị trạng thái của pin. Thì chiếc sạc này ngoài tính năng sạc pin thì có cả chức năng xả pin để giúp cái pin nó hoạt động hiệu quả hơn. Đây là chiếc sạc DBK20 rất là lớn. Chúng ta có phần nguồn phụ kiện thì có cái nguồn theo. Đây là DBK20 có 20 cái khe để sạc pin tiểu. Và đây là một chiếc sạc chuyên dụng giúp các bạn sạc pin cho các quán karaoke hoặc là các cái nơi cần dùng nhiều pin. Trên này thì có một cái nút, nút này sẽ bấm để các bạn xả pin. Đây là thông số của chiếc sạc pin này. Thì trên đây là các cái loại pin và sạc pin của Double Bow đang được bán tại Gia Dụng Nhà Việt. Để tìm hiểu chi tiết về các sản phẩm này, các bạn có thể truy cập trang web giadungnhaviet.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.